Trước nghi án công ty POSCO ENC của Hàn Quốc tham nhũng khi tham gia vào các gói thầu xây dựng đường cao tốc tại Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, bắt đầu từ ngày hôm nay, mùng 9 tháng 4, các gói thầu có sự tham gia của công ty này do Tổng Công ty Đường Cao Tốc Việt Nam VEC làm chủ đầu tư sẽ bị thanh tra chính thức. Theo đó, các gói thầu A1, A2 và A3 thuộc dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai, gói thầu số 3 và gói 5A tại dự án xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây cùng một số gói thầu khác có POSCO tham gia do Tổng Công ty Đường Cao tốc Việt Nam VEC sẽ bị thanh tra. Việc thanh tra được thực hiện theo thời gian dự án. Nội dung thanh tra tập trung vào công tác lựa chọn nhà thầu, công tác nghiệm thu thanh, quyết toán, qua đó phát hiện những yếu kém, sai sót và các hành vi vi phạm pháp luật của chủ đầu tư với các nhà thầu. Trước đó, một số lãnh đạo POSCO bị cáo buộc lập một quỹ đen lên đến 10 tỷ won, tương đương với gần 200 tỷ đồng, bằng cách thông đồng với các nhà thầu phụ ở địa phương để thổi phồng các chi phí xây dựng đường cao tốc ở Việt Nam giai đoạn từ năm 2009 tới 2012. Và trong những ngày qua, tin từ báo chí Hàn Quốc, nhà chức trách nước này đang điều tra một loạt lãnh đạo cấp cao của tập đoàn POSCO cùng công ty con là công ty xây dựng POSCO để điều tra về những khoản quỹ đen bí ẩn trong hoạt động của công ty tại Việt Nam. Hiện có hai lãnh đạo của POSCO đã bị bắt giam.